Chào các bạn, hôm nay chúng tôi đi hái mirê, cái bông mà đầu tháng 5, ngày lễ lao động, thường thường ta đi hái gì đó. Nghe nói cái bông này nó cho gọi là bonheur, tức là nó cho hạnh phúc trong gia đình, nghe nói vậy thôi. Mấy người mà gọi là ta tin thì ta đi hái gì đó. Đó, thấy cái rừng không? Mà ở đây thì đi cho nó đổi không khí chút, khỏe. Đó. Nói gì đó? Đi đi. Coi coi, này á mày bông gì vậy? Miêu kia giả. Miêu kia này không có thơm mà hửi nó hôi hôi. Thơm hả? Sao nó không thơm vậy trời? Ghê cái gì? Là tẩy ô quế nè. Mẹ ta tẩy nè, tẩy ô quế nè. Tẩy ô quế. Tẩy. Tẩy ô quế. Tẩy viên vết rồi là dơ bẩn hả? Cột sống hả? Tôi tưởng chỉ có mình đi thôi, ai dè nó đông quá trời. Đó, lần trước có người ta mà hái đó kìa. Thấy xe hai mình có thì nhưng mà nãy vô thấy cái toàn là thứ giả không à, thứ thật không có. Chắc đi về chắc không. Chắc đi về mà không có nhánh nào hết. Kỳ trước tôi đi có. Để hỏi ta thử được có không nè. Chắc biết chỗ vậy đó, mình không biết chỗ. Cho đây thử coi mình. Vô thử đây coi. Rừng là có. Vô thử đây coi có không. Giờ vô đây thử coi có không. Có một. Có cái nhánh nào không? Tại vì ở bên đây có đường đi với người ta vô hết trơn. Không, cái ông bà nãy á, ổng đi vô trong. Vậy hả? Ông đi mất tiêu rồi hả? Đó rồi. Alo, Castia, đi với cây dây bị ghế, mặt bị xét. Có không? Thấy không? Có, là em có gì đó ha? Giờ đi tìm, giờ mình đi tìm. Đây nó có con đường, không biết có gì trống không? Trời ơi, đi hết không khí cũng được. Dạ em có cái cọng nào cũng được, không sao. Đi đi. Mình vô đây mình. Giờ vô đây thử coi có cái cọng. Kiếm thấy trước. Mì ghê. Được bên nơi trước nghe không, người nào mà lấy được trước là người đó được trước, người đó hốt hết rồi. Mấy người khác không còn nhiều lắm, không có hết đâu. Gì vậy? Nó có lỗ bự, tôi từ đường té nha, giống như vậy. Ui. Chỗ nào mà có lá xanh nhiều nhiều quá. Ui. Vô đây chi. Vô đây. Tắt coi lá. Giờ mình chung vô rừng để có không? Có gặp heo rừng nào không? nó cũng bị thương cũng hên lắm ha. Nó quỳ xuống, nó cho mình đem dắt về nhà. Làm thịt ăn. Thơm. Thơm mà. Rồi không thấy gì hết trơn ta. Không có gì hết trơn á. Lạ ha. Hay là mình chỗ này không có ta. Được gì đó bà. Cái hoa tím. Tím hoa tím tôi yêu. Ok. Để gần quá vậy, chụp hình nó quay vậy.
Ở đây là bông nè. Đúng rồi, đúng nó rồi, nhưng mà nó bông nó không lớn. Nó chưa về nhà nó nở. Hái cho tôi mấy cái. Đất nè, luôn cái rễ này về mình trồng ra. À, xong cũng được. Nguyên một bụng. Trồng vài bữa rồi nó lên nó bông rồi. Cái này mới là đúng nè. Mình phải lấy cái rễ. Đặt đây. Đâu? À đúng rồi. Ồ, chỗ này được rồi đó, đúng rồi đó. Đúng nó rồi. Đúng nó rồi. Đúng rồi, chỗ này là đúng rồi nè. Nhỏ nhỏ lên, đứt rồi. Được hai cái có cái. Lấy cái đầu bứng lên đó. Tôi hái được ủng để cho bứng bứng lên bứng là đứt kìa bứng nó đứt dễ lấy cây á lấy cây kéo lên. lấy cây lấy cây cái mình đào lên đào rễ đó kìa kìa cái này lớn kìa nguyên một chùm luôn đây nè nở đây nhỏ đây mình cây này nè chưa có bông nè đây nè đây nè cái nãy về nó mặt nó lên bông về nó lên bông nhưng mà tôi cần lá. Tại nãy giờ tôi bông không mà không có lá. Dạ, dạ, dạ. Không có bông nãy bông không mà không có lá. Không có đó lấy đó đến nhà nó nở ra nè. Nhỏ đi. Kéo từ từ không cho nó đứt. Đứt rồi. Chỗ này nó có một cái một đám bông. Cái nào cái này hả? Nhưng mà nó có bông ha. Tàn bão. Nó gì là nó. Vậy nó ra một cục chùm chùm á chứ không phải ra không phải nó ra tùm lum ha. Ở đây có hai cái có bông ha. Hai cái có bông mình nhưng mà lá nó hư rồi. Gãy nó sao? Lá nó bị sâu. Lá bị sâu. Làm sao? Nó ngồi kìa, Đây, ủa gãy rồi. Gãy. Ủa. Đó lấy cái này luôn. Mai mốt mới biết nó đem cái tù biết theo nó dễ lắm. À. Cái gì cứng cứng á, cái cây này cây này nó mục nó rồi. Nơi này có bưu ghê nhiều nhưng mà nó bông nhỏ quá. Mình thử không có làm gì được. Đem về trồng. Hy vọng là nó lên. Giờ đi ra. Đi ra mà rườm rú không thôi đi ra Minh đâu rồi kìa không đi Minh ơi đi ra được rồi rồi nãy giờ hái được gì rồi cái thật hay cái giả đây là cái mi ghê nè mi ghê thật nha đây là mi ghê thật. Ôi, chụp lại đẹp quá vậy. Chụp cho tấm tình đứng đây coi.